Kính thưa quý vị, trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký. Cao Miên Trương Thiện Tác giả Tôn Càn Đang ăn dầm ở về du hí mút mùa Mỹ Tho thì được lệnh di chuyển. Đây là năm 1970. Tôi đang làm y sĩ trưởng cho lữ đoàn B thủy quân lục chiến dưới quyền chỉ huy của đại tá tôn thất soạn tôi chăn ba ông trung úy y sĩ ở tiểu đoàn một bốn và năm mấy tuần ở mỹ tho thật là phè cánh nhạn không hổ danh cọp biển tôi nhào vô quân y viện mỹ tho ăn cọp ngủ ké mấy thằng bạn tại đây gặp tên nguyễn thanh bình tự bát sách tên này tới nay vẫn còn cằn nhằn là tôi ăn cọp kỹ quá. Riêng Phạm Gia Thuần, vốn là bạn thân từ nhỏ thì tiếp đãi nồng hậu. Gần như ngày nào cũng tổ chức cho so mặt trượt và ăn nhậu lưu bù kèn. Sầm tối, chúng tôi lục đục kéo ra bờ sông xuống tàu há mồm LSD. Tàu của tôi lại do một người quen là thiếu tá hải quân chỉ huy. Ông này có cái tên cúng cơm ngộ nghĩnh là ông già noel ông cười nói với chúng tôi trên đất liền ông xếp của toa lon to hơn của moa nhưng xuống tàu thì các ông đều dưới quyền chỉ huy của moa hết vậy mấy ông căn dặn con cái đừng có lộn xộn không thì mo phạt cho mờ mắt đấy ông khỏi lo tụi này chỉ ba đá việt cộng thôi còn đối với binh chủng bạn thì rất kính nể rồi tôi hỏi tiếp mà ông ơi ông chở tụi này đi đâu vậy ông trả lời úp mở thì cứ tới nơi biết ngay à đoàn tàu nhổ neo và chạy trên sông trong đêm tối gió thổi lồng lộng sóng đánh nhấp nhô tôi ngồi trong phòng bộ chỉ huy tán gẫu với ông già noel ông này xuất thân từ bordeaux cũng là một tay đấu hót. Ông cười hô hố bảo tôi. Mấy ông tu bíp làm tôi lộn ruột. Chờ hai tháng mới lấy được hẹn. Gặp mặt thì nói. Ổn quá, rất tiếc không đến gặp tôi ba tháng trước. Tôi cười hỏi. Ủa, làm sao có cái tên ngộ nghĩnh vậy? Ông nhún vai trả lời. Thì sanh nhằm ngày Noel. Nên ông già bà già ban luôn cái tên noel cho tiện bề sổ sách vậy mà rồi ông bảo tôi cậu đi kiếm chỗ đánh một giấc đi sáng mai sẽ tới nơi tôi phân vân tò mò vì thấy cũng lạ bộ chỉ huy chẳng cho biết ý đâu người nào cũng im ỉm trái với mọi cuộc hành quân khác đoàn tàu chạy qua châu đốc rồi vẫn tiến về hướng tây bắc tôi băn khoăn thắc mắc nhưng rồi tôi cũng kiếm được một chỗ ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, quả nhiên tàu ngưng. Ngước mắt nhìn xuống thấy một bến phà. Yuta Noel bảo tôi, Biên Nì An, Nì Campuchia. Đón chào đến Nì Ách Campuchia. Thì ra chiến tranh đã lan tràn qua Campuchia. Thời đó Campuchia chưa quyền lãnh đạo của ông Hoàng Sihanouk theo chính sách trung lập. Như thế có nghĩa là ngày lẻ thì ông chửi Mỹ, còn ngày chẵn thì ông chửi Nga. Ngày thường thì ông nhận viện trợ của đôi bên. Ông khéo léo giữ cam đứng ngoài vòng chiến. Nhưng thực ra ông ngả theo phe Cộng sản. Vì Bắc Việt đã ngấm ngầm đặt cả sư đoàn nằm trong xứ sở của ông rồi. Tháng 3 năm 1970, ông bị tướng London lật đổ. Chính phủ lôn nôn yêu cầu Hoa Kỳ và Việt Nam đem quân qua Campuchia. Mục đích của cuộc tạo thanh sang Campuchia là phá vỡ hậu cứ của Cộng sản đặt tại đây. Các tiểu đoàn bộ binh của Sư đoàn 25 cùng các tiểu đoàn biệt động quân được tung vô trước, có thiết giáp và pháo binh yểm trợ. Lữ đoàn B thủy quân lục chiến theo sau làm lực lượng trừ bị tôi theo bộ chỉ huy lữ đoàn đổ bộ xuống Nick Long. Đây là một thành phố nhỏ giống như bến phà Trung Lương. Nhưng có vẻ trù phú hơn. Các taxi phần đông là Peugeot 504. Tôi lang thang trong thành phố vắng teo. Chỉ có vài quán nước nhỏ mở cửa đón khách. Tôi nhào vô một quán uống thử bia tiệp khắc. Thấy cũng khoái khẩu. Sau đó tôi được lệnh xuống cano lên một chiến hạm của hải quân hoa kỳ đậu ở trên sông đây là một destroyer loại nhỏ dùng làm soái hạm do một đề đốc hoa kỳ làm chỉ huy cuộc hành quân người ta cho tôi biết khi nào ông có mặt trên tàu thì thượng cờ trên anten cao nhất hách xì xằng như nữ hoàng elizabeth treo cờ khi có mặt tại windsor castle lên tàu, tôi được ở chung phòng với một nhà sĩ đại úy Hoa Kỳ tên Roger Smith. Có giường nệm chăn gối đàng hoàng, ăn cơm có lính hầu người phi, đĩa dao muỗng bóng loáng, khăn ăn trắng toát. Trong quân đội, hải quân có lối sống thượng lưu, không quân thì nổi tiếng bay bướm hoa lá cành. Lính mũ xanh, mũ đỏ, rằn ri nổi tiếng oai hùng, du côn tiếng tâm thật đúng với thực tế, không oan chút nào. Tôi bàn với đối tượng của tôi là một y sĩ thiếu tá hải quân Hoa Kỳ về vấn đề tản thương. Bình thường chúng tôi có đủ phương tiện để tự lo liệu săn sóc các thương binh của chúng tôi. Chỉ khi nào có quá nhiều chiến thương trong một lúc thì mới nhờ đến các ông. Tôi đề nghị chúng ta thành lập một trạm lửa thương nhỏ trên đất liền, phòng hờ trường hợp khẩn cấp xảy ra. Ông y sĩ thiếu tá đồng ý. Tôi gọi máy trình lên đại tá soạn. Ông trả lời, tốt. Đại tá soạn là người nổi tiếng trầm tĩnh ít nói. Người ta kể cho tôi nghe là hồi còn cầm tiểu đoàn, có lần địch quân đánh tới sát bộ chỉ huy ông lặng lặng tà tà đứng lên phán rút đi hành quân với đại tá soạn rất thoải mái vì ông không bao giờ xía vô chuyện nội bộ của thuộc hạ anh chàng nha sĩ smith gặp tôi là chịu đen liền vì tôi đấu hót với hắn được hắn buồn tình cứ đè tôi ra cạo sửa răng hoài có lẽ do vậy giờ đây tôi là ông già quá bảy bó mà còn có bộ răng khá tốt. Có ngày buồn tình, tôi xin trực thăng và thuốc men đi làm dân sự vụ. Người ta cũng chiều ý. Tôi đáp xuống các đảo nhỏ ở xung quanh chiến hạm. Làng mạc là một vài căn nhà lá nằm lèo tèo giữa các cánh đồng ngập nước. Trực thăng đáp ra ra bên mé đồng. Tôi cho hai tên cận vệ tiến về phía làng trước họ dơ lá cờ có dấu hồng thập tự từ từ đi về phía mấy căn nhà sau khi thấy an toàn tôi với anh thông ngôn mới lò dò tiến vào mấy ông già bà lão và con nít giơ tay vẫy chào tôi cũng chắp tay xá như đi lễ phật tôi xoa đầu mấy thằng nhỏ rồi dở mấy gói kẹo smarty tôi xé một gói lấy vài cái cho vào mồm ăn trước rồi sau đó phân phát cho mấy đứa. Chúng nó vừa ăn, vừa cười, toe toét. Thế là đã mua được lòng dân, tôi bắt đầu khám bệnh cho họ. Đều có ghẻ lở một nhọt. Có một thằng nhỏ, có một cái nhọt, to tổ bố gần đầu gối. Y tá và bà mẹ nó ghim nó không cho nó vùng vẫy. Tôi lấy dao rạch cái nhọt mụ ọc ra. Tôi lau rửa vết thương, chích một mũi trụ sinh, rồi cho nó một gói kẹo Smarty. Cô cậu vui cười ngay. Có một bà già tôi nghi bị sưng phổi. Tôi truyền cho chai nước biển, trích cho mũi trụ sinh và xin di tản về bệnh viện. Mọi đề nghị đều được chấp thuận. Hải quân Hoa Kỳ cho trực thăng đón cả nhà về, nick lầm dân chúng đứng xem trầm trồ tán thưởng. Tôi phân phát rất nhiều thuốc men và bánh kẹo. Đến xế chiều mới xong công tác, rồi tôi lên trực thăng bay về xoái hạng. Vài ngày sau, tôi nổi hứng đi làm dân sự vụ bằng cano máy theo các đường kinh lớn vào các làng mạc. Hình như dân chúng trong vùng đã kháo nhau về công tác hòa bình của chúng tôi nên họ tiếp đãi rất đông đảo ân cần niềm nở, không tỏ vẻ sợ hãi hoặc thù nghịch chống đối. Dân quê cao miên cũng như dân quê Việt Nam hiền hòa chất phát. Tiếc thay, họ chỉ giao tiếp với nền văn minh Tây Phương qua súng đạn cùng những máy móc tân kỳ của chiến tranh. Một hôm, tôi đứng nhìn một gia đình ăn bữa cơm trưa. Anh chồng, bà vợ và đứa con ngồi quây quần quanh nồi cơm và một hũ mắm. Ngoài ra không thấy có rau, dưa, thịt, thà, cá, mú chi hết. Trông họ ăn uống mà thấy thương họ hết sức. Một hôm khác, sau khi đi công tác, trên cano đến đón về, tôi gặp một ông đại úy Huê Kỳ, trẻ tuổi đẹp trai, trông hơi giống Robert Redford. Ông này nói với tôi, Điên soi Hạm cho tôi biết, bác sĩ nói tiếng Anh rất giỏi. Tôi muốn nhờ bác sĩ một việc. Tôi ngạc nhiên trả lời, có chuyện gì thì đại úy cứ nói đi. Ông này giải thích, người ta cho tôi biết có một chiếc phà bị đánh đắm ở một khúc sông gần đây. Tôi muốn nhờ bác sĩ theo tôi đến phòng vấn mấy người dân ở quanh vùng đó để họ chỉ cho tôi biết đích xác chỗ chiếc phà bị đánh đắm bác sĩ có thông ngôn nên mới có thể giúp tôi việc này được. Tôi bằng lòng và ra lệnh cho cano chạy về khúc sông mà ông đại úy Mỹ muốn tới. Chúng tôi thẩm vấn mấy người miên ở vùng này. Họ cho biết là phà không bị đánh đắm mà bị kéo về một chỗ gần đây. Nghe vậy, ông đại úy Mỹ mừng húm và cảm ơn tôi rối rít. Ông cho tôi địa chỉ ở Sài Gòn và hứa thế nào cũng bắt liên lạc với tôi sau này tôi được biết ông thuộc một dòng họ lớn ở boston chúng tôi có người bạn chung là viên sếp the bureau của new wick ở sài gòn ngay người này mời tôi dùng cơm tối và giới thiệu tôi với cô francis s Fitzgerald, một nhà báo khá nổi tiếng tác giả của cuốn fire in the lake tên một quẻ trong kinh dịch Cô Francis bảo tôi, anh hãy đọc cuốn sách này và cho tôi biết ý kiến. Phải đợi đến khi tôi nằm dưỡng thương mới gặp nổi cuốn sách này. Đây là cuốn sách của phe phản chiến với lý luận được tóm tắt nôm na là Đỏ thì còn tốt hơn là chết. Lý luận cạn tàu ráo máng như thế thì còn bàn cãi làm chi nữa cho phí nước miếng. Tôi không có dịp gặp lại cô Francis nên cũng đỡ mỏi mồm. trở về niak lyon một buổi sáng mới mở mắt ra đã thấy nha sĩ smith đứng bên đầu giường cười toe toét. hôm nay tao xin được trực thăng đi nung bênh, mày muốn tháp tùng không? tôi bật nhổm dậy miệng liến thoáng. dĩ nhiên rồi đi chứ dĩ nhiên. chỉ độ 10 phút sau là tôi đã quần áo chỉnh tề chạy theo smith lên bon soái hạm, có trực thăng đang chờ kết cánh. Chẳng hiểu Smith đã bịa ra công tác gì mà xin được trực thăng. Khoảng gần một tiếng đồng hồ là đã đáp xuống phi trường Plumbeing. Bay trên cao nhìn xuống mới thấy Campos là một bãi ruộng bao la. Hai đứa đi bộ ra cổng phi trường, thuê một chiếc taxi đi vào trung tâm thành phố. Plumbeing cũng như Sài Gòn, một thời nổi tiếng là Hòn Ngọc Viễn Đông. Smith và tôi băng qua các đại lộ lớn, rồi ra bờ sông, thăm vài thắng cảnh, rồi lang thang ngoài chợ. Sau đó, hai đứa chui vào bar của khách sạn Hoàng Gia. Khách sạn này xây cất từ năm 1929 và là chỗ sum họp được giới ngoại quốc ưa chuộng, giống như Continental ở Sài Gòn. Tôi đang ngồi nhâm nhi một ly whisky soda thì có ai đập nhẹ vào vai quay lại tôi thấy một thiếu nữ tây phương đang nhìn tôi nhoẻn miệng cười nàng nói tiếng pháp người ta nói với tôi rằng ông nói chuyện bằng tiếng pháp với người pha rượu phải không ạ tôi trả lời cũng bằng tiếng pháp tất nhiên tôi nói tiếng pháp tôi có thể giúp cô được chuyện gì nàng hớn hở và không đợi mời ngồi xà vào bàn chúng tôi. Thiệt là hên, các ông là những người lính chiến đầu tiên mà tôi gặp. Tôi nói tiếng Anh dở e a. À. Nằm người giơ tay cho chúng tôi bắt vừa liến thoáng. Tôi tên là DN, làm phóng viên nhiếp ảnh cho một hãng săn tin ở Paris. Tôi xin phép chụp các ông một vài tấm hình được không? Bây giờ tôi mới ngắm kỹ cô nàng. Mặt trái xoan, da trắng má hồng môi đỏ tươi răng trắng ngà có nụ cười thật duyên dáng vì có một răng hơi khảnh và má lúng đồng tiền mặc áo sơ mi kẻ caro khoác một gilet rộng bốn túi cổ đeo hai chiếc máy hình to tổ bố quần kaki rộng thùng thình chân đi giày bốt rừng trông nàng như một gạc sông măng kề tom boy vậy tôi giới thiệu smith với nàng đây là đại úy nhà sĩ Smith thuộc Thủy quân lục chiến Huê Kỳ. Còn tôi là y sĩ trung úy Thủy quân lục chiến Việt Nam. Nàng loay hoay bấm mấy tấm hình rồi tỉnh bơ hỏi tôi. Mày không mời tao uống nước à? Thế là nàng đã bắt đầu tuy tỏ dê tôi một cách xưng hô thân mật rồi. Tôi liếu riếu xin lỗi. Cô uống gì? Xin một ly cà phê đá cà phê ở đây thật là tuyệt vời. Thấy nàng và tôi quấn quýt lấy nhau qua tiếng Pháp. Smith tìm cách phú lỉnh. Ta à, có chút công chuyện phải đi. Hẹn nhau ở phi trường 5 giờ chiều nay nhé. Tôi ok liền và hắn giọt luôn. Lát nữa đã thấy hắn cặp kè dưới phố với một em người miên. Diana nhìn tôi hóm hình hỏi. Nó nhường mày cho tao à? tôi cũng bông đùa hình như vậy thế có chịu không nàng cười tít mắt chịu quá đi chứ mày cho tao phỏng vấn vài câu nhé vấn viết cái mẹ gì cô làm như tôi là một chính khứa vậy cô muốn hỏi cái gì nào có vợ con chưa câu hỏi đột ngột làm tôi nhột tôi ấp úng a a a có một đời vợ nhưng tanh banh rồi Tôi có một đứa con gái nhỏ đang ở với mẹ tôi. Nàng nhảy cẫng lên. Tốt, như vậy có nghĩa là mày disponible. Tao thích những đàn ông sẵn sàng như vậy. Lâu lắm tôi không gặp một cô gái nhí nhảnh vui nhộn như cô này. Tôi trả đũa liền. Thế còn cô, có mấy bộ rồi? Diana cười trả lời. Tao đã hết rồi. Tao chán ngấy mấy thằng Tây con trưởng giả ở Paris. Chỉ biết du hí hưởng thụ, chẳng làm nên cơm cháo gì cho tao kính phục cả. Nàng hỏi tôi, mày có biết gì về nông Bênh không? Không, tôi đi hành quân chứ đâu có đi du lịch. Nếu vậy mày nên đi chơi với tao hôm nay, tao sẽ cho mày biết cái hay cái đẹp của thành phố này. Trước khi sang đây, tao đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Mà mày ăn gì chưa? Tao đãi mày bữa ăn trưa nhé. Tôi tán thành ngay. Được gái đẹp bao ăn thì còn gì thú vị bằng? Chúng tôi ngồi trong hotel ăn bánh mì sandwich và uống bia tiệp khắc. Sau đó hai đứa lang thang, la cả ngoài chợ rồi đi thăm Wat Phnom và tượng bà Penn ghé qua viện bảo tàng. Quốc gia, thành phố im lìm thanh bình như chưa hề nếm mùi chiến tranh. Chúng tôi tung tăng như một cặp tình nhân cô nàng nói cười luôn miệng nàng giảng dài tỉ mỉ cho tôi lịch sử của các di tích đền đài tôi thấy là nàng học nhiều biết rộng tâm hồn bao dung cởi mở khi ngồi nghỉ uống nước tôi hỏi nàng cô quê quán ở đâu tao sinh trưởng ở paris bố tao là một dược sĩ ông ấy làm chủ một tiệm thuốc mẹ tao thì mất sớm Tao là con một nên bố tao cưng tao lắm. Tao theo học văn khoa và báo chí tại Sọc Bơn. Thế còn mày? Tôi trả lời. Tôi sinh đẻ ở Hà Nội. Di cư vào Nam năm năm tư. Theo học chương trình Pháp từ nhỏ. Học y ở Sài Gòn rồi nhập ngũ. Rồi theo thủy quân lục chiến đã gần 2 năm rồi. Mày đã qua Paris lần nào chưa? Tôi cười. Ngoài cao miên, tôi chưa hề bước chân ra khỏi Việt Nam. Cũng mong có ngày đi đây đi đó nhưng chắc còn lâu. Nàng tư lự một lúc rồi nói Tao mong có ngày mày qua Paris đi chơi với tao. Tao nghĩ rằng mày sẽ thích lắm. Tôi thở dài. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đến bốn giờ chiều chúng tôi thuê xe ra phi trường. Trên xe bỗng nhiên Diane hỏi tôi Tao đi với mày xuống Nê Ách Lân được không? Tôi ngần ngừ vụ này ngoài thẩm quyền của tôi, để tôi thử hỏi Smith xem sao. Lát sau gặp Smith, tôi trình bày vấn đề và giở giọng năn nỉ. Smith cười hề hề. Tao không bao giờ từ chối lời yêu cầu của một cô gái đẹp. Để tao nói khó với thằng pilot. Nó là bạn thân. Tao thường chữa răng cho nó đấy. Tên pilot đồng ý chở cả ba chúng tôi về Nghĩa lần và sẽ thả chúng tôi tại đó. Smith và tôi sẽ phải đón cano trở về sói hạm. Nghe tin, Diane bá cổ hôn tôi vào má và nói, V.S. mày là một thiên thần. Đáng lẽ nàng phải mi Smith mới đúng, nhưng tôi chưa bao giờ phản kháng khi bị gái đẹp hôn. Đến Nghị Ách Linh, tôi đi theo Diane, kiếm hộ chỗ ở cho nàng. Sau một hồi, nàng thuê được một căn phòng trong một khách sạn nhỏ ở gần chợ. Tôi sửa soạn trở về sói hạm. Nàng cầm tay tôi bịn rịn. Ngày mai mày có ra đây đi chơi với tao được không? Chắc được, để tôi cố gắng thu xếp xem. Tôi lững thững đi ra bến đò. Sáng hôm sau, tôi gọi máy xin đại tá soạn cho tôi lên đất liền vài ngày. Ông chấp thuận vì tình hình yên ổn các tiểu đoàn không có đụng chạm gì hết. Ông dặn tôi sáng mốt lên họp ở bộ chỉ huy lữ đoàn. Tôi chạy vù ra cano và giọt lên bến phà, rồi lò dò đến gõ cửa phòng Diane. Nàng mới ngủ dậy và đang mặc một bộ đồ ngủ mà nàng mới mua tại chợ chiều hôm qua. Trông nàng xinh xắn ngộ nghĩnh, nhưng rất sexy. Tôi nói với nàng như vậy, và cô ả à có vẻ khoái lắm, cười tít mắt. Mày chỉ khéo nịnh đầm, ta sẽ mang bộ này về Paris trưng làm mẫu. Tôi bảo với nàng là hôm nay tôi sẽ đưa nàng đi những nơi nàng muốn, nhưng chỉ ở các vùng quanh đây có bảo đảm an ninh thôi. Rồi tôi dục nàng tắm rửa sửa soạn đi ăn sáng. Tôi đưa nàng đến một tiệm mì chú ba đầu chợ, uống cà phê bít tất và ăn hủ tiếu Diane ăn uống tự nhiên, không nề hà chi cả, lại còn suýt xoa khen ngon loạn lên. Sau đó, chúng tôi lang thang trong thành phố và một vài xóm nhỏ. Diane chụp hình người này, cảnh kia. Đi đến đâu, trẻ con cũng bu theo. Nàng đùa giỡn với chúng và có vẻ thích thú lắm. Còn tôi thì trong lòng cảm thấy ấm áp yêu đời. Đến sầm tối, Chúng tôi vào một tiệm cơm nhỏ ăn cơm đĩa và uống trà. Tán gẫu một lát, hai đứa quàng vai nhau về phòng. Trước cửa phòng, Diane thì thầm vào tai tôi. Tối nay, mày ngủ lại đây với tao không? Tôi giả vờ ngây thơ hỏi. Có cái giường nhỏ xíu này sao mà nằm hai người được? Nàng vừa cười vừa cắn vào tai tôi nói. Tao cho mày ôm nhưng cấm không được lộn xộn nghe tối hôm đó tôi ôm nàng vào lòng người nàng mềm mại và trắng muốt ngây ngất ngửi hương thơm từ thân thể nàng toát ra tôi thiếp đi lúc nào không hay mới tờ mờ sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy nàng đâu ngước mắt lên thấy nàng đang đứng bên cửa sổ trông ra ngoài đường tôi nhẹ nhàng tiến lại ôm vai nàng sao em dậy sớm vậy đang suy nghĩ gì thế vẫn là tuy nhưng lần đầu tiên trong óc tôi tôi gọi nàng là em nàng quay người lại và tôi ngạc nhiên thấy mắt nàng đẫm lệ tôi vội vã hỏi sao em lại khóc vậy anh có làm điều gì phật lòng em không nàng thổn thức không không anh không có lỗi gì hết trái lại anh đã cho em một ngày tuyệt vời nằm bên anh tự nhiên em nhớ lại chuyện xưa và em buồn vô tả ngưng một lúc nàng tiếp có một lần em cũng đã yêu cuồng nhiệt nhưng rồi tan vỡ cãi nhau chửi rùa đánh đập rồi phá thai đau đớn tủi nhục em đã thề với chính em là không bao giờ không bao giờ qua cái cảnh ấy nữa càng nói nàng càng nức nở hôm qua tình cờ gặp anh tự nhiên em cảm thấy như tìm lại được sự thơ ngây của mình em thấy quyến luyến anh lạ lùng giống như người ta nói là cudafour tính xét ái tình em muốn yêu anh như em đã yêu nhưng trong thâm tâm em lại ngại ngùng sợ hãi tôi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng và tự tố nói anh cảm ơn tình cảm đặc biệt mà em dành cho anh anh thề sẽ không bao giờ gây buồn phiền đau khổ cho em nhưng tôi ngập ngừng điên khẽ hỏi nhưng sao nhưng điên ơi giữa em và anh là cả một đại dương mênh mông rồi chủng tộc màu da rồi chiến tranh nghề nghiệp tất cả những chướng ngại thử thách khó mà giải quyết anh kính trọng và yêu em nhưng anh biết chắc là không thể đem lại hạnh phúc cho em được nàng cãi lại sao anh lại nói thế em sẽ đem hạnh phúc lại cho anh và đó chính là hạnh phúc của em vậy mà hai đứa đứng yên lặng ôm nhau trước cửa sổ một lúc lâu sau đó tôi nói với nàng bây giờ hãy còn sớm em nên đi ngủ lại chờ anh đi họp về nàng ngoan ngoãn vâng lời leo lên giường nằm ngủ tôi mặc quần áo mi lên trán nàng rồi hé cửa lách mình đi ra phố tới bộ chỉ huy lữ đoàn là bắt đầu họp đại tá soạn cho biết được lệnh rút về mỹ tho trưa nay khởi hành tôi vội chạy về phòng điên báo cho nàng biết tin nàng tỏ ra rất bình tĩnh và bảo tôi anh cứ lo chuyện của anh em sẽ tìm cách trở về mênh rồi về paris sau đó em sẽ qua sài gòn gặp anh nàng mở bóp lấy địa chỉ đưa cho tôi tôi cũng ghi địa chỉ của tôi cho nàng nàng căn dặn khi về tới sài gòn anh nhớ biên thư hoặc điện thoại cho em anh nhé tôi ôm hôn nàng rồi chạy vội về bộ chỉ huy lữ đoàn cuộc chia tay thật là hấp tấp ngắn ngủi về mỹ tho mới được hai ngày thì tôi đã nhận được lệnh bay vô trương thiện thay thế chỗ y sĩ tiểu đoàn một mới bị thương nặng thật như xét đánh ngang tai tôi choáng váng cả người y sĩ tiểu đoàn một là lê tấn huỳnh long tôi không quen biết lắm tôi ngán ngẫm cho số phận hầm hiu của mình chưa được nghỉ ngơi thì đã phải đi lội ngoài ra còn lo lắng thương xót cho tình cảnh của một đồng đội buổi chiều trực thăng thả tôi xuống chỗ đóng quân của tiểu đoàn 1 tôi trình diện đại tá nguyễn thành trí tiểu đoàn trưởng đại tá cho tôi biết là hôm trước long mò lên đánh cờ tướng với ông rồi ngủ lại tại căn nhà chỗ ông ở ban đêm việt cộng pháo kích trúng căn nhà long bị một mảnh đạn bắn trúng sinh sống thương tích khá nặng có thể bị tàn phế cả đời hiện long đã được đưa về sài gòn chữa trị ngày hôm sau tiểu đoàn tiếp tục lên đường đây là một ngày có vẻ bình thường không có gì báo hiệu những biến cố sẽ làm xáo trộn cuộc đời của tôi sau này tôi còn nhớ rõ đó là một ngày đẹp trời đoàn quân hăng hái lội qua đồng ruộng thỉnh thoảng được nghỉ dưới gốc dừa bên một con đường đất rộng hai người cố vấn mỹ vui vẻ bắt chuyện với tôi, pha lẫn lộn một chút kính nể. Tôi cũng không rõ tại sao, hay có thật như thế không? Xế chiều, vào khoảng 4 giờ, thì dừng quân ở một bãi trống. Bộ chỉ huy đóng tại một mô đất có vài cây thấp lè tè, xung quanh là đồng ruộng. Tôi đứng ngắm địa thế và để ý thấy một đám lính đang tranh giành nhau một lùm cây nhỏ để lấy chỗ mắc vọng. Bỗng nghe một tiếng nổ chát chúa. Tôi cảm thấy bàn chân bên trái như bị điện giật và một sức mạnh vô hình quật tôi té vật xuống đất. Trung quanh tôi mọi người nhốn nháo. Một người la lớn lên. Cẩn thận! Chúng nó gài mình Claymore! Anh y tá trưởng lại gần giúp tôi xem xét vết thương kéo quần xuống Tôi thấy một vết thương nhỏ ở bẹn bên phải Tôi nghĩ thầm Bỏ mẹ rồi Đặn vào bên phải mà lại đau chân bên trái Như vậy là nó đi xuyên chéo qua bụng dưới Bọng đái và ruột già chắc nát như tương Tuy nhiên mình vẫn cử động hai chân được Như vậy chứng tỏ các dây thần kinh còn tốt Chưa đến nỗi bị què quạt từ khi đi hành quân tôi luôn luôn đeo bên người một khẩu beretta nhỏ nếu thương tích đưa đến một tương lai vất vưởng sống lây lất nhờ vào kẻ khác thì tôi sẽ không ngần ngại gì mà không đưa một phát vào màng tang cho rảnh nợ đời do vậy tôi thẩm định thương tích của mình rất thận trọng tôi thấy bụng dưới từ từ phình lên một màu hồng hồng chứng tỏ đang xuất huyết cơn đau kéo đến làm toát mồ hôi hột. Tôi ra lệnh cho y tá truyền nước biển, chích một mũi thuốc Demeron cho đỡ đau, một phát penicillin để ngăn nhiễm trùng và một mũi chống tê đòn gánh tetanus. Tôi nghe có vấn Mỹ gọi máy 25 xin trực thăng tản thương gấp nên tôi cũng yên lòng. Khi trực thăng đến, người ta vội vã khiêng các thương binh lên. Có ba người kể cả tôi đại tá trí cho một y tá đi theo tôi để săn sóc. Độ nửa tiếng sau thì trực thăng đáp xuống. Tôi nhận ra đây là phi trường Cần Thơ. Người ta bắt đầu chuyển các thương binh xuống. Đến phiên tôi thì hai người lính xạ thủ Mỹ ngăn lại. Họ lôi anh y tá theo tôi lên rồi trực thăng lại cất cánh. Tôi đoán có lẽ họ đưa tôi về Sài Gòn. Nhưng chỉ 10 phút sau thì trực thăng lại đáp xuống tôi nhìn ra và không biết chỗ này là chỗ nào tôi thấy mấy người chạy lại đều là lính mỹ họ khiêng tôi vào một phòng có máy lạnh chạy ào ào làm tôi rét run cầm cập tôi nhờ một anh y tá mỹ thông bọng đái và đưa nước tiểu cho tôi xem anh làm theo ý tôi khi thấy nước tiểu của mình trong vắt không có máu tôi mừng quá xỉu luôn. Bọng đái mà bể thật là khó chữa trị. Giới quân y ở Sài Gòn sừng sốt vì tin hai y sĩ bị trọng thương trong hai ngày liên tiếp. Nhưng quái đản nhất là trong ngày đầu không ai biết tôi nằm ở đâu hết. Bộ tư lệnh sư đoàn đánh điện hỏi các quân y viện đều không thấy tên tuổi của tôi ở đâu. Có người đoán là Mỹ đã đưa tôi ra hạm đội 7 và không chừng tôi đang nằm trong bụng cá mập rồi. Sau cùng, người ta nhờ cố vấn Mỹ liên lạc với người lái trực thăng tàn thương hôm trước, hỏi xem anh ta đã đưa tôi về chỗ nào. Hắn trả lời là theo lệnh, của ai thì tôi không rõ. Hắn đã đưa tôi về bệnh viện giã chiến của Huê Kỳ ở Bình Thủy. Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trong phòng lạnh, Dây ống chạy tùm lông từ lỗ mũi, cánh tay, bọng đái. Một khuôn mặt có đôi mắt nâu hiền từ, đang nhìn tôi mỉm cười. Người này tự giới thiệu. Tôi là thiếu tái y sĩ Buis. Tôi đã giải phẫu cho ông. Ông thấy trong người như thế nào rồi? Tôi ngắm nhìn vị ân nhân của mình. Trạc 30 tuổi, tóc nâu đậm thưa thớt, đầu hơi hói, đeo kính cận dáng người vừa vặn, không to lớn cành càng như phần đông người Hoa Kỳ. Ông khuyên tôi nằm nghỉ rồi sáng mai sẽ lại thăm tôi nữa. Tôi nửa tỉnh nửa mê thêm một ngày. Hôm sau thì thấy sảng khoái hơn. Bác sĩ Boyce đến thăm bệnh tình của tôi rồi nói. Tôi đã phải cắt gần nửa thước ruột non của ông đấy. Mảnh mìn đi xuyên qua ruột, cắt đứt một mạch máu nhỏ nhưng các bộ phận khác đều không hư hại chi cả. Tôi đã mất rất nhiều thì giờ để nhặt những hạt cơm văng vãi tung tóe trong bụng của ông. Ông vừa cười vừa nói câu sau. Tôi cũng mỉm cười theo. Cũng may, hôm bị thương mãi tới 2 giờ chiều mới ăn trưa và tôi lại ăn rất ít. Bác sĩ Buiz hỏi tôi, có phải anh đang nhức ba ngón chân bên trái không? Tôi gật đầu. Ông ta giảng tiếp. Ấy là bởi vì mảnh mìn chạm vào dây thần kinh S1. Hiện giờ còn nằm đó, chưa lấy ra được. Ông cứ nằm ở đây mấy ngày để tôi chăm sóc vết thương bụng của ông. Sau đó sẽ chuyển ông về Sài Gòn mới tính chuyện lấy mảnh mìn ra được. Vài ngày sau, mẹ tôi lặn lội xuống thăm. Tôi nhìn mái tóc bạc trắng của bà mà nước mắt chạy quanh tôi biết đã làm bà buồn lòng rất nhiều vì cái tính hoang tàn của tôi tôi ngầm tự nhủ nếu qua khỏi tai nạn này tôi sẽ sống có chừng mực hơn tôi sẽ lấy vợ đẻ con để bà có cháu bế tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để bà vui lòng tôi nằm ở phòng hậu giải phẫu cả tuần lễ suốt ngày đọc sách báo vết thương bụng từ từ lành nhưng ngược lại chân trái càng ngày càng nhức nhối khó chịu. Anh y tá đi theo săn sóc tôi, ngày ngày vào thăm hỏi, nói chuyện vẩn vơ, nên tôi cũng đỡ buồn. Ít ngày sau, có phi cơ Caribou chở tôi về bệnh viện giã chiến Long Bình của Hoa Kỳ. Tại đây tôi gặp anh Long, người y sĩ bị thương trước tôi. Tôi nhìn anh, hai đứa nhìn nhau. Một thằng lủng ruột, một thằng gãy lưng, nghẹn ngào không nói một lời. Thấy cô vợ trẻ săn sóc anh, tôi tuổi thân, nhưng nhiều khi lại thương hại chị ta khôn tả. Đôi khi tôi thấy chị thẫn thờ ngơ ngác như xua đuổi một cơn ác mộng. Độ một tuần lễ sau, thì có hai y sĩ Hoa Kỳ đến bàn bạc với tôi. Họ bảo tôi là họ có thể lấy mảnh mìn ra được nhưng cuộc giải phẫu có thể gặp khó khăn. Tôi ngẫm nghĩ, hiện giờ vết thương sắp lành, khi thành sẹo, chắc chân cũng hết đau. Lấy mảnh mìn ra, mổ sẽ lại đau nhức một thời gian nữa. Lỡ vô phúc mấy ông xê lô cố này đưa lưỡi dao cắt đứt dây thần kinh, thì mình tàn một đời cô lựu. Thôi dẹp, thế là tôi quyết định không giải phẫu nữa người ta đưa tôi về bệnh xá Lê Hữu Xanh ở Thị Nghè. Những ngày nằm ở đây là những ngày đen tối nhất trong đời tôi. Tôi không ăn uống gì được, đi tiêu chảy hoài hoài. Khổ hơn nữa là cái chân trái càng ngày càng nhức nhối, khó chịu. Phải chống gậy mới đi lại được. Tôi xin chích Demerol hàng ngày. Sau khi chích thì cái đau không ở trong người mà lâng lâng ở bên ngoài. Nhiều đêm không nhắm mắt được, phải xin truyền Benthutan mới ngủ nổi. Cứ như thế tới hai tuần lễ, người tôi rạc hẳn đi, trông như xác một anh do thái trong trại giam của Đức Quốc xã hồi đề nhị thế chiến. Một hôm tôi tự nhủ, mình đã bị thương gần như què cẳng, nay lại thêm chích choác nữa thì không khá được nhất định phải chống lại. Hôm đó tôi quyết định bỏ chích Demerol. Khi cữ ghiền lên, chân tay tôi co quắp lại, người tôi lạnh run lên. Tôi đã sức chống đối với cơn ghiền và tôi đã thắng. Từ đó, không bao giờ chích Demerol nữa. Khi bỏ thuốc lá cũng vậy, tôi bỏ cái rụp. Những dân ghiền bây giờ, ghiền ma túy xì ke, ghiền rượu, Huyền thuốc lá, tìm những xảo thuật để từ bỏ cái hiền của mình. Tôi cho là láo khoét hết. Muốn thành công chỉ cần có ý chí cương quyết mà thôi. Trong khi nằm dưỡng thương ở bệnh xá Lê Hữu Xanh, có ba người đàn bà vào thăm tôi. Người đầu tiên là em gái một người bạn rất thân. Nàng dẫn theo anh chồng người Mỹ, đang là một nhân viên khá cao cấp trong tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Việc nàng vào thăm làm tôi hơi ngạc nhiên. Tưởng rằng đã quên. Người thứ hai sau này là hiền thê của tôi. Thật ra, nàng chở bà cụ đến thăm tôi. Bà cụ chơi thân với mẹ tôi. Cụ vào giấm dối cho tôi ít tiền để tiêu xài. Cô nàng lệnh sang thăm một anh bạn sĩ quan thủy quân lục chiến. Cũng đang dưỡng thương như tôi. Hồi đó, cô chưa biết là tôi đã để ý đến cô. Người thứ ba là Diane, nàng từ Paris bay qua sau khi nhận được thư của tôi. Nàng ôm tôi sụt sịt khóc và hỏi ngay: "Anh có thể bỏ chỗ này và về nhà với em vài ngày được không?" Tôi gật đầu rồi thu xếp quần áo theo nàng ra xe. Nàng đưa tôi về chung cư mà nàng đã mượn được của một người bạn. Trong mấy ngày nàng chiều chuộng tôi hết mình nàng làm cho tôi ăn những món ngon cầu pháp nàng chỉ dẫn cho tôi cách thức uống rượu vang nàng mua cho tôi mấy chai cua vo vì thấy tôi thích loại con nhắc này mỗi tối sau khi uống chân tôi bớt đau chiều chiều nàng dẫn tôi đi dạo công viên tuy thân mật chúng tôi không có liên hệ xác thịt vì tôi còn yếu ban đêm điên vẫn để tôi ôm ấp nhưng không thúc giục gì cả. Đến ngày thứ năm, nàng nói với tôi, tối nay chúng mình đi ăn tiệm, chiều mai em phải về Paris, tuần tới em có hẹn với bác sĩ, sau đó em sẽ thu xếp qua ở với anh lâu hơn. Tôi ẩm ừ, nhưng trong thâm tâm, tôi nửa muốn nửa không muốn nàng trở lại Sài Gòn. Tôi làm sao mà cứ mang một cô đầm trẻ đẹp con nhà giàu. Tôi, một thương phế binh nghèo rớt mùng tơi, tương lai mù mịt. Tôi thầm nghĩ như thế, nhưng không nói ra. Sau khi đưa nàng ra tân sinh nhất, trên đường về, tôi thấy tâm hồn trống trải cô đơn vô ngần. Mãi đến mấy tháng sau, vẫn không có tin gì của Dien nè. À. Rồi một hôm, nhận được một lá thư từ Paris. Trong thư chỉ vọn vẹn có vài câu. Anh yêu, bác sĩ cho em biết là em bị ung thư vú, thuộc một loại hung dữ nhất. Em cần phải mổ và dùng kem mổ. Chưa biết tương lai ra sao. Sẽ cho tin anh sau. Hãy nghĩ tới em, hôn anh và yêu anh nhiều. Đây em Thư không đề ngày. Tôi thẫn thờ cầm lá thư ra nhà bưu điện, gọi điện thoại qua Paris. Số điện thoại không còn sử dụng nữa từ đó biệt âm vô tín. Tôi gấp cất lá thư trong một cuốn sách. Đến tháng 4 75 thì thất lạc luôn. Trước năm 75, tôi đi du học Huê Kỳ, rồi dạy ngũ, rồi đi làm cho bộ y tế, rồi lập gia đình. Khi viết bài này, hiền thê tôi có nói, anh tưởng rằng đã quên, nhưng em mong rằng anh đừng quên hết hãy giữ chút ít kỷ niệm để làm duyên với đời. Riêng em, em rất hãnh diện, có một người chồng đa tình và lãng mạn như anh. Tôn Cản